Bạn cảm thấy cuộc đời con người có bao nhiêu giai đoạn? Có người nói là 3, có người nói là 4, có người lại nói nhiều hơn thế. Dù cuộc đời của bạn được chia ra làm bao nhiêu giai đoạn, thì sau mỗi giai đoạn đó, dường như chúng ta đều sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong cuộc sống, có lẽ sẽ có rất nhiều lần bạn bị vấp ngã, bị thương tổn, thậm chí đánh mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh mình, bao gồm cả chính bạn. Những lúc đó, chắc hẳn bạn sẽ tự vấn bản thân mình rằng tại sao những điều đó lại xảy đến với mình, hoặc tại sao bản thân mình lại gặp phải những việc như vậy. Thật ra tôi cũng giống như bạn, cũng từng tự vấn bản thân mình vô số lần. Mỗi lần tự vấn là mỗi lần oán trời trách đất. Từ như lúc còn nhỏ, khi bị té ngã, hầu như đều sẽ đổ lỗi cho mặt đất vô tri vô giác. Tự vấn đủ rồi, oán trách đủ rồi thì đứng dậy bước tiếp. Bởi cuộc sống vốn dĩ không chờ đợi bất kỳ ai, nó vẫn vận hành theo cách riêng của mình, vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày. Việc bạn nên làm là học cách đối diện và chấp nhận những gì xảy đến. Đây là điều mà tôi nhận ra sau một khoảng thời gian dài hoang mang, không biết mình nên làm gì hay phải làm gì. Mới đầu tôi thường đắm mình vào các thú vui giải trí, xem phim, nghe nhạc, đọc vài quyển truyện linh tinh, như một cách để giải tỏa, hay nói trắng ra là để trốn tránh, cho tâm trí được nghỉ ngơi. Sau đó lại cảm thấy chán trường, lại tiếp tục chạy trốn, cứ như một cái vòng lặp lại không hồi kết. Cho đến một ngày, nằm lướt Facebook, vô tình nhìn thấy vài cuốn sách self-help, tôi tự nghĩ thầm trong đầu, những cuốn sách này cũng như bao cuốn sách tôi đã từng đọc trước đây, chẳng giúp ích được gì. Nghĩ vậy, những tính tò mò nổi lên cùng với những trích dẫn khá thú vị, tôi liền thử đặt mua vài cuốn, cũng xem như là một phương thức giải trí khác. Hình như từ năm 3 đại học, tôi đã không còn đọc sách nữa, bận rộn với những lớp thực hành, các lớp chuyên đề khiến tôi dần lãng quên sở thích của mình từ thuở nào. Trong số những cuốn sách đó, có vài trích đoạn khiến tôi cảm thấy khá giống với trạng thái của mình, đồng thời giúp tôi có cái nhìn khách quan, tích cực hơn về cuộc sống. Chẳng hạn như, giữa làn mưa đổ, những đứa trẻ không có ô, chỉ có thể nhắm mắt mà chạy về phía trước. Áp lực tạo nên kim cương, buộc bánh nở khi để nó nghỉ. Ai cũng có những thế mạnh riêng, đừng so sánh cũng đừng ép bản thân theo khuôn mẫu của người khác. Có vài trích dẫn lại khiến tôi khá tâm đắc. Nếu sự việc xảy ra không như mong đợi của bạn, thì hãy tin rằng ông trời nhất định đã có sự sắp xếp. Những gì mất đi sẽ quay lại theo một cách khác. Tin tưởng bản thân, tin tưởng thời gian sẽ không đối xử tệ bạc với bạn. Nghiêm túc yêu bản thân, chăm sóc lấy chính mình, ăn uống đúng giờ, đi ngủ đúng giấc. Thứ mình thích thì mình mua, nơi muốn tới thì tích tiền để đi. Con người có thể không có ai yêu, nhưng nhất định không được không yêu bản thân. Mỗi người chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường, cả đời này bạn chỉ có thể tự mình đi mà thôi. Hay có thể chúng ta đã được định sẵn không thể trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm, thắp sáng con đường phía trước dù chỉ một chút xíu thôi cũng được. Tôi chẳng cần biết trước toàn bộ tương lai, biết rồi còn gì thú vị nữa. Trên con đường trưởng thành, hầu như chúng ta đều sẽ có lúc cảm thấy trong lòng khá mơ hồ, hoài nghi bản thân, không biết nên đi về đâu, đi đâu. Thật ra không cần phải suy nghĩ, lo lắng nhiều đến vậy. Bạn chỉ cần học cách yêu thương bản thân, kiên trì, nỗ lực bước đi, tự khắc sẽ gặp được những người bạn muốn gặp, sống cuộc sống bản thân hằng mong. Và đặc biệt, bạn sẽ nhìn thấy được một bản thân trưởng thành hơn, tuyệt vời hơn như một đóa hoa bung nở rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Hy vọng câu chuyện của tôi có thể mang lại cho bạn chút ấm áp, chút an ủi giữa nhân sinh phức tạp. Hy vọng có thể giúp bạn nhận ra được bạn không hề đơn độc giữa thế giới bao la rộng lớn này. Hy vọng có thể tiếp thêm cho bạn chút động lực, chút dũng khí để tiến về phía trước. Tương lai vô định, chúc bạn cũng là chúc tôi sớm đạt thành tâm nguyện. Cuối cùng xin được tặng bạn, người đã lắng nghe câu chuyện của tôi đến giờ phút này, 8 chữ: cuộc sống ổn định, 5 tháng bình yên.